Khi các môn đồ họp lại tại miền Galilê, Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ vô cùng đau buồn. Khi đến thành Capernaum, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: thầy, các anh có nộp thuế không? Phi-e-rơ đáp: có. Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Giê-xu hỏi người trước: Simon ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu đóng thuế, các con trai mình hay người ngoài? Phi-e-rơ thưa: người ngoài. Ngài phán rằng: vậy thì các con trai được miễn, nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho ta với con.